Bản tin sáng ngày 26 cho biết có thêm 15 ca mắc COVID-19. Bắc Giang buông vải về, quên khai báo y tế, cả nhà mắc chứng COVID-19. Long An phát hiện ca nghi nhiễm là nam bác sĩ phục vụ cho bệnh viện dã chiến. Rút ngắn thời gian cách ly đối với những người nhập cảnh đã tiêm vaccine. Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách cập nhật sau đây. Theo Bộ Y tế, sáng ngày 26 tháng 6 có 15 ca mắc mới, gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa, 13 ca ghi nhận, trong đó Bắc Giang 1, Tây Ninh 5, Long An 2, Thái Bình 1, trong đó có 5 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. 1 ca ghi nhận tại tỉnh Thái Bình là F1 của bệnh nhân 14463, 5 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến ổ dịch tại huyện Lục Ngạn. 2 ca ghi nhận tại tỉnh Long An, 1 ca liên quan đến bệnh nhân 13949, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 5 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm là ngày 24 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký bổ sung mã bệnh nhân cho 563 ca bệnh tối ngày 25 tháng 6. Như vậy là trong một ngày từ chiều 24 tháng 6 đến 25 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 724 bệnh nhân COVID-19, là ngày có số ca mắc kỷ lục tại Việt Nam tính từ đầu đợt dịch tới nay. Tính đến 6 giờ ngày 26 tháng 6, Việt Nam có tổng 13.364 ca ghi nhận trong nước và 1.751 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 là 11.794 ca, gần gấp 4 so với thời gian từ tháng 1/2020 đến ngày 27 tháng 4/2021. Trong đó có 3.175 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Vào tối ngày 25 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc RT-PCR, phát hiện thêm 8 ca COVID-19 ở tỉnh này, tất cả đều liên quan đến bệnh nhân 12439. Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An cho hay, trường hợp bệnh nhân 12439 tại huyện Quỳ Hợp trở về Bắc Giang đã không khai báo y tế. Cụ thể là ngày 11 tháng 6, người đàn ông này lái xe tải cùng vợ ra Bắc Giang mua vải, trở vào Đà Nẵng bán. Đến ngày 15 tháng 6, người này trở về nhà ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Tối ngày 17 tháng 6, nghe tin người phụ nữ bán vải ở Bắc Giang mắc COVID-19. Lúc này ông mới đến trạm y tế xã Nghĩa Xuân khai báo y tế, rồi được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy là từ ngày 14 tháng 6 đến nay, Nghệ An đã phát hiện 59 ca COVID-19. Tại 10 trên 21 huyện, thành phố, thị xã. Cũng vào tối ngày 25 tháng 6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới là nam bác sĩ đang phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 1, phường 7, thành phố Tân An, Long An. Trước đó vào ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 tại Bệnh viện Phổi Long An, là bệnh viện dã chiến cấp 2, quy mô 400 giường, có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong ngày 25 tháng 6, lực lượng phòng chống dịch bệnh qua kiểm tra sàng lọc cán bộ nhân viên đang phục vụ tại bệnh viện dã chiến đã phát hiện một trường hợp nam bác sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tiếp tục cho ra kết quả dương tính. Được biết là vị bác sĩ này đã công tác tại Bệnh viện Phổi Long An lâu năm và đến khi nơi đây thành bệnh viện dã chiến thì tiếp tục ở lại phục vụ công tác điều trị phòng chống dịch. Từ khi được phân nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến, vị bác sĩ đã ở lại trong bệnh viện. Tuy vậy, ngay sau khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm, lực lượng phòng chống dịch địa phương đã khẩn trương phong tỏa khu vực nơi gia đình bác sĩ này sinh sống thuộc phường 7 thành phố Tân Hải, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp bác sĩ này từng tiếp xúc gần đây trước khi vừa phục vụ hoàn toàn cho bệnh viện dã chiến. Toàn bộ các bác sĩ nhân viên đang phục vụ tại bệnh viện dã chiến số 1 cũng đang được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc, phát hiện những trường hợp nghi nhiễm. Liên quan đến việc tiêm ngừa vaccine, đã có 167.646 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID trong ngày 25 tháng 6. Tính đến 16 giờ ngày 25 tháng 6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.087.580 liều. Trong đó, số người đã được tiêm chủng đủ 2 mũi là trên 150.300 người. Theo ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, kế hoạch chiến dịch là có khoảng 150 triệu liều tiêm cho đủ 70% dân số, hướng đến mục tiêu Việt Nam đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021 và đầu năm 2022. Tại cuộc điều tra làm việc trong ngày, thì Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông báo việc cơ quan chức năng của Việt Nam đã xây dựng quy định hướng dẫn về việc giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày đối với những người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi vào Việt Nam.
tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Nam hiện đang có 6 tỉnh thành giãn cách xã hội gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Phú Yên, Bình Thuận, Bình Dương, Tiền Giang đang giãn cách xã hội diện rộng để ngăn chặn các ổ dịch trên địa bàn lây lan. Vào ngày 25 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với thị xã Trảng Bàng trong 2 tuần. Sau khi phát hiện 5 ca COVID-19 trong khu công nghiệp qua xét nghiệm ngẫu nhiên, độ bùng dịch lần này, địa phương ghi nhận 8 trường hợp mắc COVID trong cộng đồng. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân Phú Yên giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với thị xã Đông Hòa, diện tích hơn 265 km², gần 120.000 dân ở 10 xã phường. Nơi đây, chính quyền địa phương vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm liên quan đến nữ bệnh nhân 53 tuổi, chủ quán cơm ở xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa. Bình Thuận phát hiện 5 ca dương tính. Vào ngày 24 tháng 6, đó là nữ bác sĩ 38 tuổi mới được nhận việc tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Bệnh nhân cùng 4 người thân đã được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 và hơn 300 người được xác định tiếp xúc gần. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã được chính quyền nâng cao cấp độ chống dịch, những các hoạt động vận tải hành khách gồm taxi truyền thống, taxi công nghệ, xe buýt, xe khách liên tỉnh, cấm tuyệt đối chợ tự phát, không tập trung hơn 3 người nơi công cộng. Rắp danh thành phố lớn tại Bình Dương, 5 ngày qua là người dân 4 phường Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa và Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An phải sống trong cảnh gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã theo chỉ thị 16. Riêng đối với tỉnh Tiền Giang, trải qua 13 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh, ngay sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên, riêng thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè giãn cách theo chỉ thị 16, địa phương diện tích rộng 2.510 km², dân số khoảng 1,7 triệu người, đợt dịch này đã có 67 ca nhiễm. Tại các địa phương gồm huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho, trong đó huyện Cái Bè ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!